Chào thấy anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đạp Máy Công Trình nha. Hôm rồi mua cái bơm này, bơm 1-2. Mày mua nó rồi chưa mở, hôm nay mình sẽ mở cho anh em, mình show cho anh em các. Cái bơm là riêng hết nha anh em. Bên trời móc chưa động nha. Đấy, cho về 1-2. Hôm nay mình sẽ bổ nó, coi trong đó nó có gì. Rồi trước khi giao cho cái anh bạn đeo điếc, cái này phải có cái nắp này nè, bác này cái này để trưa chiều giữa đi kiếm cái nắp. Đấy, nó là như vậy anh em. Cục này nó chế thôi, không có cục điện. Cái cục điện ở đây á, là sẽ kiếm cái cục điện để bắt cho đó để họ chỉnh cái bơm cho nó nhẹ. Rồi anh em đợi như là mở được không, sẽ lấy bầu lon dứt. Con này đồ về rất riêng nha anh em, đồ về rất riêng, riêng lắm, từng có hóc một. Mở cái đầu trâu ra trước này, dính sang cái đầu trâu. Không biết con này nó lắp cho gì mà mình bán cái con này rồi họ lắp con IX nha anh em. Cái này họ lắp cho con IX 200-1. Hy vọng là cái đầu trâu họ trùng để mà họ lắp lên cái bơm của cái đầu máy của thằng 4BD1. Người bán á, đáng là con này mình sẽ bán bao, không mở tới. Nhưng mà người bán nói là cát đất ở trong này nhiều, tại vì lúc mở hồi về họ thấy. Mua con này xong thì mình phải lắp cái bơm con rồi này, tại vì nó là xài bơm con. Mình lắp cái bơm con, mở ra rồi phải thay sim cốt rồi hết. Nhìn cái búa qua nó còn quấn trời vậy. Hàng riêng là mở chua lắm. Bên này, bên này, bên này. Giữ cho quấn vàng. Cắm xe kìa, cắm xe. Còn không á là phải kiếm cái thôi, kiếm cái ấy canh nó vô cái là quánh nó thôi. Lâu là không cầm búa là quấn phê luôn á. Nó lâu là không cầm búa là quấn phê luôn á. Búa 2 kg hết rồi à.
rồi còn nữa, còn nữa dưới để giữ chút. Thấp xuống mới quấn được, cao quấn nó khó. Vỗ lưng, vỗ lưng, vỗ vô. Mấy con này đồ riêng chưa mở lần nào nha nè, cho nên mở rất nặng. Tao trọc đi, trọc qua đây. Để lại chút nữa xin xong. Nhổm cái lại. Thường thường là dùng cây ấy quýnh hết đầu ha. Hả? Dùng cây đẩy không à? Đó thường thường dùng cây dài cong không à? Đúng rồi, chèo. Đây có một người cho nên phải dùng quýnh đây nè. Sáng một giờ ăn. Lấy cái đồ nhẹ mỏng, mỏng mới được đấy. Chứ đừng có lấy cái gì. Ở ngoài này nè, đây nè. Qua đây. Con này mình quay cho anh em á để xem thử cái đồ Nhật nó về cái nó khác như thế nào. Đồ Trung Quốc bây giờ rất nhiều anh em. Đồ Trung Quốc rất là nhiều. Miếng không không cái miếng mỏng chứ. Cái đó dày giống cái gì. Mỏng anh mới lanh cái bơm vô trong đó được rồi mới nhớt nó mới chảy thôi. Mà treo ốc nha. Ra luôn hả? Vô mới được. Rồi. Đây anh em. Quay sâu xa. À người thật việc. Anh em là hơi chữ tập chút. Ui cái này sao ngon quá vậy. Wow. Người thật việc thật anh em. Đồ riêng nha, riêng á, cái này á, cái bơm riêng của Kawasaki nó khác với đồ sau này anh em. Đó là cái thao nè. Cái xi lanh của nó là bằng thép chứ không phải là thao nha anh em. Hàng xịn sò của nó là thép. Đấy. Để nào. Ui xù xà. Đúng là đồ Nhật nó khác anh em. Không có suy nhê gì, cho coi con trao. Rồi. Đây nè anh em, nó kệ cái mặt trà nè. Thấy đã không? Thấy đã con mắt không? Xong. Ông kia rồi vô mánh quá. Giật cái tông thử gì rồi. Nó dính ở trong cái rổ này thôi vậy. Cứng khừ. Nè. Wow, cái này là anh kia vô mánh rồi, cái này là về lắp cũng được liền liền chứ đâu đâu có cần phải gì. Đây vệ sinh sơ. Đây vệ sinh sơ. Ui, xô ra đồ anh em, đồ. Chê đâu được. Chê. Để ngoài luôn, không cần. Khi mà mở ra anh em, mấy cái đồ này nè. Khi mở ra thì cũng phải ra lại một chút nha. Ra lại một chút cho nó ôm á. Tại vì mình đã mở bung rồi. Để im thì xài được. Đồ quá. Chi là đẹp. Từng con ốc một cũng chưa đụng anh em. Chứ không phải là đây nè.
phải là ấy nha nè. Ủa hôm trước mấy cục điện bơm thằng nào mua hết à? À rồi rồi rồi, anh Tuấn mua, anh Hưng mua. Đây trên cái nắp điều anh em, nắp điều nó thiếu cái này thấy không? Đấy. Chính rồi cái. Ui xù xù anh em, đây. Đấy. Đó cát này anh em thấy vô không? Thấy vô đó cát không? Đây nè. Cho nên mở ra vệ sinh nó là vậy. Tại khi họ cắt á, em coi nè. Tin. Cái này chưa có xi nhê gì, mua cái bơm này trúng bánh rồi. Rồi mua cái bơm này trúng bánh rồi. Rồi, kéo bơm ra con. Họ tìm móc lên kéo ra thôi. Wow. Không thể chơi, mấy anh em nhìn cái Rony ở trong nè, cái gì. Quá đẹp. Đẹp quá. Rà lại như thế. Rà nhẹ lại cái là được cái em tôi. Để im nha, cái sau, cái trước, cái trước. Mà đâu có cần. Chưa xí nhê gì. Kiếm lắm. Đế. Né, đứng dậy, đứng dậy. Đây, cái đế của bơm thứ hai nha anh em. Wow. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Chúc anh em một ngày mới mua men bán đất. Thì cái này là anh thợ anh sẽ vệ sinh xong, cái là anh ráp lại, test áp gửi đi thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thank you. Chúc một ngày mới mua men bán đất nha. Anh em nhớ like cho một like. Anh em cần phụ tùng thì alo phụ tùng xe đào máy công trình 0907 255 116. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi anh em mình up những cái video mới. Cảm ơn anh em rất là nhiều.